Hi, Tina xin chào mọi người. Ok, hôm nay Tina sẽ chia sẻ về một cái câu hỏi là: chị Tina ơi, em có nghe các vị thầy nói câu chú mình cứ đọc phiên âm bằng tiếng Việt Nam, không cần đọc tiếng Sanskrit, vì Phật nghe hiểu hết. Theo chị đọc tiếng Sanskrit Om Mani Padme Hum hay là có đọc bằng tiếng Việt Nam Om Mani Padme Hum nó có khác không? Và nếu mà nó khác thì nó khác như thế nào? Chị có thể giải thích cho em được không? Ok. Tina cũng nói là trong kênh của Tina chỉ chia sẻ những điều gì Tina trải nghiệm. Tina biết, Tina sẽ nói biết. Tina không biết, Tina sẽ nói không có biết. Tina muốn chia sẻ là không có cái gì sai, không có cái gì đúng. Bất kỳ một cái gì mà bạn cảm thấy nó phù hợp với bạn, bạn cảm thấy nó gần gũi với bạn, thì bạn có thể sử dụng cái phương pháp đó. Còn khi mà bạn đã hỏi Tina, thì Tina sẽ chia sẻ về cái trải nghiệm của Tina và cái mà Tina cảm thấy nó phù hợp đối với Tina. Và nếu mà bạn cảm thấy nó đúng thì bạn có thể theo cái cách mà Tina chia sẻ. Ok. Như Tina cũng đã chia sẻ trong một cái video clip của Tina về cái tùng quả, là cái tuyến tùng nó nằm ở đằng sau cái gáy này này. Nó không phải là gáy mà trong cái bộ não của mình nó có cái tuyến tùng. Thì Tina cũng có chia sẻ về cái tuyến tùng đó trong một cái video clip cũng như về Lunsa. Và Tina cũng muốn nói ở đây là cái phần âm thanh ấy, nó rất là quan trọng cho cái việc mình kích thích cái tuyến tùng đó. Cái tuyến tùng nếu mình kích thích ấy, là mình có thể kích thích nó bằng cái việc là mình ăn uống những cái thực phẩm mà nó hỗ trợ cho cái việc kích hoạt cái tuyến tùng. Hoặc là mình có thể nghe âm thanh. Trên thực tế là âm thanh là một cái điều rất là quan trọng, mà nó là một cái phương pháp mà nó hỗ trợ để cái tuyến tùng nó bị giống như là nó kích hoạt vậy đó. Vậy thì cái câu là khi mà mình chủ trì, bạn có để ý là những người bên Tây Tạng, những vị thầy bên Tây Tạng khi mà họ trì chú là họ trì chú trong một cái âm, một cái âm vực, và họ sẽ mở cái cuống họng để họ trì ở trong một cái âm vực để nó có thể tạo ra những cái sóng ở bên trong mình và nó kích hoạt được cái tuyến tùng, tức là cái cặp mắt thứ ba, nó là cái anten tâm linh. Thế Tina cũng thử ví dụ thôi ha. Ví dụ chẳng hạn như là cái câu ồm 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 thì bên Tây Tạng thì người ta thường là người ta sẽ chỉ cái câu ồm đi ha. Ồm 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 ồm, và nó rung động hết những cái sóng năng lượng, cái sự rung động của cái ồm nó bắt đầu nó kích hoạt. Ồm. Ok. Thế thì cũng là câu ồm. Thế còn nếu mà mình phiên âm như là ở đây bạn ấy nói là nó là úm, thì khi mà mình bắt đầu chỉ cái câu thì nó sẽ là úm. Úng, úng. Nếu mà mình chỉ nó dài hơn một chút xíu thì nó sẽ là úng. Nó, I don't know. Thật sự là về úng thì nó không có úng. Cái đó nó không có cái sự mà gọi là cái sóng của cái âm thanh đó, nó không có kích hoạt được cái tuyến tùng. Ôm, ôm. Úm, nó hoàn toàn khác. Thế thì Tina nghĩ là ở đây là cái phần đó. Ok, nếu như bên ví dụ chẳng hạn đọc bằng tiếng Sanskrit om mani padme hum 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 mani padme hum. Ok, đó là một cách. Và nếu mình cảm thấy cái cách này nó gần gũi với mình thì mình sẽ sử dụng. Và còn nếu mà bạn là om mani padme pat Bát Nhi Hồng, Úm Ma Nhi Bát Mi Hồng, Úm Ma Nhi Bát Mi Hồng, Úm Ma Nhi Bát Mi Hồng,
bạn cảm thấy nó phù hợp với bạn thì bạn vẫn có thể sử dụng cái phương pháp này. Tuy nhiên, theo Tina nghĩ là nó sẽ bị mất đi một cái lợi thế là về cái phần âm thanh. Theo Tina nghĩ như vậy đó. Tại vì nó có một cái rung động sóng năng lượng nó khác là Umani Padmi Hum. Umani Padmi Hum. Tại vì cái tiếng Việt Nam của mình á, khi mà mình phiên âm ra là nó có những cái độ cao thấp, vì mình có dấu sắc, dấu ngã, dấu nặng, dấu hỏi. Vậy thì với cái âm thanh nó sẽ khác. Và trên thực tế đó, thà rằng đó, là một cái gì đó nó dịch sang tiếng Việt Nam thì hoàn toàn ok. Nếu mà kinh kệ dịch sang tiếng Việt Nam để mình hiểu được cái ý nghĩa của nó đó thì nó là một chuyện khác. Còn cái phiên âm á, đằng nào mình cũng không hiểu Umani Padmi Hum nó là cái gì. Ngoài ra cái việc là khi mà mình dịch sang thì mình thấy là Mani là viên ngọc hay là Padme là hoa sen, ví dụ là như vậy. Nhưng mà trên thực tế đó là cái ý nghĩa gốc của cái câu Mani Padme Hum nó rất là sâu. Và trên thực tế con người không có đủ cái khả năng để mà hiểu được cái câu này thật sự nó là cái gì. Thì đó là một cái vấn đề. Ví dụ chẳng hạn như là nếu mà một cái cuốn kinh mà nó được dịch sang tiếng Việt Nam, nếu mà bạn đọc cái cuốn kinh đó mà nó có nội dung để mà bạn có thể chuyển hóa được cái suy nghĩ của bạn và bạn không hiểu nó, hiển nhiên có lẽ mình đọc sang tiếng Việt Nam thì nó sẽ hỗ trợ cho mình tốt hơn, tại mình sẽ hiểu mình đọc cái gì. Ví dụ chẳng hạn như là cái cuốn Từ Vi Thủy Sám Pháp ha, chúng sanh vì nghiệp cấu nặng nề nên không một ai tránh khỏi tội lỗi, những kẻ phàm phu bị màn vô minh che lấp, gần gũi với bạn ác phiền não loạn tâm, ví dụ là như vậy. Vậy thì nếu mà mình phiên dịch hẳn một cái cuốn kinh á thì nó hợp lý để mà mình hiểu mình đang đọc cái gì. Nhưng mà nếu như mình chỉ phiên âm á thì Tina lại nghĩ là mình sẽ đằng nào mình cũng không hiểu cái câu Umani Padmi Hum nó là cái nghĩa gì, tại vì cái nghĩa nó rất khó giải thích. Và kể cả Tina đọc về cái câu đó nó khó giải thích lắm. Nhưng mà theo Tina nghĩ là sâu ở bên trong nó có rất là nhiều thứ. Nó cũng thuộc về cái âm thanh mà nó phát ra. Cái chữ ôm. Hồi trước là người ta không có YouTube, người ta không có Internet, người ta không có những cái máy băng cassette để mà người ta có thể nghe được những cái âm thanh mà nó được lưu lại để mà mình kích thích được cái tuyến tùng nó dễ như ngày hôm nay. Cho nên là họ mới chỉ những cái câu này. Theo Tina nghĩ là như vậy, logically, thật sự là cái này là theo cái logic mà Tina nghĩ. Thì khi mà họ mở cái cuống họng và họ chỉ trong cái tầng sóng nào đó, tầng sóng âm thanh nào đó, thì nó sẽ kích hoạt cái tuyến tùng. Và như vậy là họ sẽ kết nối được với lại tâm linh và các vị. Và họ có thể nhận được cái giáo lý trực tiếp từ các vị Phật, các vị Bồ Tát, hay là có thể kết nối với thế giới vô hình. Ok, đấy là một cái mà Tina nghĩ là nếu như mình đọc cái tiếng mà nó phiên âm sang tiếng Việt Nam thì có lẽ là mình sẽ bị thiệt thòi ở cái mảng đó. Nhưng Tina không nói cái gì sai, cái gì đúng. Nó quan trọng là nó phù hợp với bạn. Nếu bạn cảm thấy là đọc Umani Padme Hum nó không có gần gũi với bạn thì cứ Umani Padmi Hum. Dạ. Thế còn ví dụ chẳng hạn như là nó cũng có rất là nhiều cái câu bên chẳng hạn như là Varisattva Mantra. Thì nó cứ đều và nó sẽ đưa mình vô một cái trạng thái. Nó sẽ đưa mình vô cái trạng thái có người gọi là trạng thái thôi miên. Có người bên phương Tây người ta gọi là trạng thái thôi miên. Còn có thể là người khác người ta gọi là đó là trạng thái thiền hay là trạng thái gì đó. Nó có rất là nhiều cái từ ngữ khác nhau để mà người ta diễn đạt cái trạng thái khi mà mình vô trong một cái trạng thái đó. Thế thì đối với Tina thì Tina nghĩ là cái tiếng Sanskrit thì nó có cái lợi thế đó. Cái thứ hai là về cái năng lượng. Thí dụ chẳng hạn như là một cái câu Omani Padme Hum của Sanskrit nó đã được hành trì từ cái thời xa xôi rất là lâu, rất là nhiều 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 nghìn năm.
bởi rất là nhiều người, rất là nhiều con người, rất là nhiều vị cao tăng, bởi vì những vị cao tăng, những vị đắc đạo, những vị mà có cái nguồn năng lượng và năng lực rất là vĩ đại và mạnh, và nó đã được hành trì bởi rất là nhiều người, đông đảo con người trong một cái thời gian nhất định nào đó. Chắc chắn là cái thời gian nó lâu hơn và cái số con người đọc nó cũng nhiều hơn là ở Việt Nam mình. Cái câu Uma Nhi Pát Mi Hồng thì ở Việt Nam mình số lượng đọc cũng không thể nào bằng được, và cái thời gian đọc nó cũng không thể bằng được, tại vì cái tiếng Sanskrit là cái tiếng gốc, đúng không? Thế thì về cái năng lượng của tất cả mọi người khi mà hành trì cái câu đó, đó thì bằng tiếng Sanskrit thì đang nghĩ là nó dày hơn, nó bự hơn, nó mạnh hơn. Hôm nay Tina nghĩ là Tina chỉ chia sẻ ngắn gọn đến đây thôi, tại vì cái câu này nó cũng quá khá ngắn. Thì Tina nghĩ là ok, không có cái gì đúng cái gì sai. Bạn cảm thấy là cái gì nó đúng với bạn, bạn cứ sử dụng. Còn Tina chỉ chia sẻ cái khía cạnh của Tina thôi. Ok, bye bye mọi người.